Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành vi tiêu cực nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Buổi sáng em đi câu cá về cho ma nấu canh chua, buổi chiều em đi chơi không đi về là ma. Ok và hello, ủa các bạn rồi. À đây các bạn đây. Ok và hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Mr. Đẹp Trai đấy các bạn ơi. Và ngày hôm qua thì mình đã đăng cho bạn xem một cái video clip nói về bạn Mimi TV. Hai sau mấy ngày gặp mặt cô bạn này á, thì cuối cùng mình cũng đã xây được cho cô bạn này một cái không, đúng không? Xây thì không phải. Mình đã trang trí cho cô bạn này được một căn nhà siêu to, siêu VIP, siêu khổng lồ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng qua khám phá xem Mimi đã ở trong làng Hero Team đến ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Xem cô bạn này đã có được những cái thứ gì vui vẻ hay là phát hiện những thứ gì trong làng Hero Team chứ nhá. Bởi vì mấy hôm nay là dịch bệnh các thứ là mình cũng đâu có khuyến khích ai đi ra ngoài đâu. Ở nhà hết trơn luôn à. À quên các bạn nhớ nè, bây giờ dạo này thời gian gần đây á, dịch bệnh ghê dữ lắm luôn á. Các bạn nhớ ở nhà đừng có chạy linh tinh ra ngoài, kẻo dịch bệnh nó dính vào người cái là đi bệnh viện luôn, cách ly 30 mấy ngày lận đó các bạn. Nhớ nha, nhớ nha. Ok, bây giờ mình sẽ cùng qua xem Mimi làm gì nhá. Tần 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 tần. Mimi ơi! Mimi heo ơi! Trời ơi, trong xanh cái gì mà nhà cửa thì tùm lum, con heo vứt ở ngoài luôn ấy. Ủa, sao mở cửa tùm lum vậy? Mimi ơi! Ủa, nó làm gì ấy? Ủa, trời đất ơi, bà lại ăn nữa ấy. Trời ơi, đúng là một cô gái có linh vật là một con heo luôn các bạn. Thể hiện tinh thần linh vật cao quá trời đất luôn, ăn từ sáng đến tối. Ủa, bà làm cái gì vậy? À, cho miếng hả? Chế độ xanh cho mình miếng các bạn. Ok, cảm ơn nghe. Trời ơi, miếng to dữ. Trời ơi, miếng gì đây? Sushi cá hồi. Ok, được rồi. Thôi, tôi khoe bà coi nè, bà nhìn tôi nè. Nhìn tôi giống Quy Phu chưa? À quên, nhìn tôi giống mấy người Nhật gọi là thích Nhật Bản chưa? Đó, tôi giống mèo Sumi chưa? Ghê chưa, ghê chưa? Đấy, hôm nay tôi cosplay thành người Nhật đây nè. Ghê chưa? Ờ, ghê hả? Không ghê luôn. Ở đây tiếp tục là ghê hay không ghê? Không ghê hả? Trời ơi, không ghê à? Thôi đi về luôn. Trời ơi, tôi cứ tưởng là bà khen tôi ghê. Trời ơi, ê Mimi mà khen mình ghê á, thế là mình tặng cho Mimi một bộ quần áo của Nhật Bản luôn. Nhưng mà lại không khen mình ghê. Thôi đi về vậy, bye bye nha, đi về nha. Ôi, đi làm gì vậy? Gì? Cái gì muốn gì? Gì, xin đồ hả? Sao nãy kêu không ghê mà giờ muốn gì? Thôi, bây giờ muốn được tặng một bộ trang phục Nhật Bản không? À, muốn hả? Ok, bây giờ muốn tặng bộ trang phục Nhật Bản thì bây giờ bà phải hát một bài. À quên, biết nói đâu mà hát trời. À quên, bây giờ bà phải múa một bài. Ta bây giờ chọn một bài múa nào, bây giờ tôi sẽ hát cho bà múa nha. Ok, 2, 3, yo. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha, anh hứa là sẽ không nuốt lời. Thôi bà nhảy như con đuông dừa, bà đẹp luôn. Thôi bà nhìn bà nhảy trông mắc mệt quá, bà nhảy nhảy qua nhảy lại. Người ta nhảy người ta uốn éo, bà nhìn nó nè. Thang 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 thang. Đấy, nhảy chưa, ghê chưa. Đấy, ai nhảy như bà đâu trời. Nè, đấy, cho bà bộ quần áo Vui Bu Nhật Bản. Cảm ơn. Đó. Ok, mặc bộ này vào bà sẽ rất giống mấy người Nhật Bản luôn. Được chưa? Ôi, cầm nhau lên. Đấy, xin chơi, thích không? Đó, ok. Ê, hôm nay tôi có một món quà đặc biệt dành tặng cho bà luôn. Bà muốn nhận ấm Nani? Một món quà đặc biệt luôn. Tính ra nha, Mimi ở nhà mấy ngày hôm nay chưa biết các thành viên trong Hero Team mình là ai. Bây giờ mình sẽ dẫn Mimi đi tham quan nhà của mọi người, giới thiệu với mọi người. Và đặc biệt hôm nay mình từ mình sẽ tận dụng và tạo ra một màn chôn toàn bộ Hero Team luôn nhanh em ơi. Chúng ta sẽ chôn Hero Team bằng cách là dẫn Mimi qua nhà mọi người và sẽ yêu cầu mọi người phải tặng một món quà bất kỳ trong nhà cho Mimi. Mà đặc biệt món quà này sẽ phải do Mimi tự chọn nha anh em, để xem Mimi sẽ chọn cái gì nha bạn. Xem cô gái này có tham lam ngu dốt còn đúng cái nịt trong nha anh em. Ok rồi, bây giờ Mimi tôi sẽ dẫn bà qua nhà chứ tặng. Bây giờ tôi có màu xanh và màu đỏ này, bà chọn nhà nào trước? Màu xanh và màu đỏ nè. Đây, chọn nhà màu đỏ à? Ồ, ok rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn bà qua nhà màu đỏ. Tôi nói bà nghe nè, nhà màu đỏ này á là nhà của một thành viên nam trong hội ăn em tốt Hero Team luôn. Đẹp trai, đặc biệt mặt cực giống Sơn Tùng. Nghe chưa? Ôi giời ơi. Hát hay lắm luôn, mặt giống Sơn Tùng. Ok, qua đây. Đây, để tôi giới thiệu bà cho bà coi. Cho bà biết thế nào là Sơn Tùng MTB version 2 hàng rep 11 của Hero Team. Kinh con. Ủa rồi bà sao con? Nhìn lên cho cha con quay ra. Lại quay đâu? Đấy, Sơn Tùng hát thế. Gì không đấy? Nó sẽ gì mà lại yếu hay người ta hay hay dữ nhỉ nè. Hello Sơn Tùng. Cái gì vậy? Oh hello bro, what's up bro? Trời ơi, hôm nay tôi qua thăm bro nè. Trời ơi, giới thiệu với bro. Qua đây, hôm nay tôi còn dẫn khách đến nhà bro nè. Nhìn thấy gì không? Ủa gì á? Ủa đây là ai á? Ôi, dịch những bạn gái dịch về đúng không? Tào lao, bạn gái là một bạn gái. Giới thiệu với cả Kairon TV, đây sẽ là một nhân vật tiếp theo xuất hiện trong làng Hello Team. Dự toán là xoán ngôi của tất cả những nhân vật trước đó đã từng xuất hiện. Ghê chưa? Ủa gì? Vậy là bạn này là thành viên mới của Hero Team á hả? Không chưa, trời ơi. Đã được đâu, anh nói Kairon nghe là bây giờ nhá.
thành viên mới của Hello Team á là phải hỏi ý kiến các bạn fan nữa chứ đâu phải tại mình một mình quyết định được đâu. Đúng rồi. Hôm qua quá trời đất các bạn comment luôn. Bây giờ các bạn cùng comment tiếp cho mình biết thêm rằng các bạn có muốn Mimi trở thành thành viên mới của Hello Team không nha. Nếu đồng ý thì cho phím số 1, nếu không đồng ý thì ấn phím số 2 nha các bạn ơi. Nếu bạn nào vẫn đang suy nghĩ thì nhớ ấn phím số 3 nha. Ok. Em thấy bạn Mimi này dễ thương quá. Bạn Mimi ơi, bạn ăn gì, bạn uống gì không, để mình nấu cho bạn ăn nè. Trời ơi, cái con sim chúa à, cái con thi gái không, cái con qua cái con mời ăn gì, anh chúa gì mà anh vào nhà anh chào cây ron đàng hoàng nè, cây con đã mời anh uống rồi mà đi mời gái vậy trời. Ơi em lấy cho anh ly trà đá, còn em lấy cho bạn này cô hoàng đế. Ê, sao phân biệt chủng tộc dữ vậy bạn? Sao lại phân biệt người trong cái cấp nam và nữ dữ vậy? Ok. Trời ơi, Mimi ngồi đây nè, giới thiệu Mimi là cái con này đẹp trai nhất Hello Team hát hay đó. Giống như mình là cái đồng hạ, mình là hát hay lắm nha. Đúng rồi, mình là con trai đó, mình phải đàng hoàng, mình phải ga lăng đúng không? Bạn đó muốn nghe em hát thử à? Để em hát cái bài của em nha. Ngày dạy trời, mày đám say đắm bên ai rồi? Sao lắc đầu luôn rồi? Mày nói hát cái gì vậy? Ai mà biết được. Rồi xong hát cái đi, trầm cảm luôn rồi. Ê bạn ơi, xin lỗi. Tại vì mình gặp bạn mới nên mình là háo hức quá chứ không phải là mình gọi là cố tình hay gì đâu. Bạn không cảm giúp mình nha. Ok, thôi được rồi. Bây giờ mình bỏ qua cái đoạn giai đoạn chào đi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Hôm nay anh sẽ dẫn Mimi đi vòng quanh làng Hello Team. Và mỗi lần Mimi ghé thăm nhà người nào đấy sẽ mang lại sự may mắn nè, tài lộc, sức khỏe cho mọi người. Và mọi người sẽ phải tặng Mimi một món quà bất kỳ mà Mimi yêu cầu. Gì? Ok, tặng quà cho Mimi. Đúng rồi, bây giờ Mimi đi quanh nhà này thích gì lấy đó, lấy lên. Lấy gì cũng được nhưng mà đừng lấy bộ máy tính của em là được rồi. Đừng lấy bộ máy tính nào. Rồi ok, Mimi sẽ không lấy bộ máy tính đâu. Rồi Mimi lấy cái gì nào? Ủa, lựa kỹ quá. Lấy một mỏ thôi. Trời ơi, tham lam còn đúng cái nịch chưa. Lấy một mỏ thôi, rồi xong ok. Trong cái tủ lạnh luôn rồi trời. Rồi xong là hốt. Bây giờ chưa quyết định chọn cái tủ lạnh đúng không? Ừ. Rồi ok, bây giờ hỏi cái đó nào, có quyết định là tặng cho Mimi cái tủ lạnh không? Tặng gì anh trai, trời, cái tủ lạnh này mua đúng mắc tiền luôn á anh trai. Trời ơi, tủ lạnh mắc tiền, bây giờ tủ lạnh mua bao nhiêu tiền, nói luôn nè. Tủ lạnh này mua 20 triệu nè. 20 triệu, ok, mình mang vậy tủ vậy lạnh 20 triệu, đi về luôn, đây. Mày, ai cho? Cái gì, trời ơi, cái ơi, làng mình có bạn mới là bạn gái mà. Cai nãy Cai bảo Cai là hát giống Sơn Tùng, MTP, ga lăng rồi đẹp trai. Giờ Cai xin cái tủ lạnh không cho nữa rồi. Thì ok, bạn mới em tặng á, mình tặng bạn á. Đúng rồi, mình tặng bạn á nha. Tặng là phải vui lên, cười lên. Em đang cười nè. Cười em to lắm. Cười như cười nè. Cười nè. Ok, cười đấy, 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 đấy. Thấy không, Cai ông vui vẻ rồi, đúng không Mimi? Đấy, Cai ông vui vẻ rồi, Mimi đi về, cảm ơn Cai á. Rồi, vừa đẹp trai vừa giống Sơn Tùng này. Đấy, hôm nào đặt nhớ thu âm rồi hát cho Mimi nghe chưa. Đang cười rồi, vui. Đúng rồi, cười to lên, cười tiếp đi. Ok anh em, đấy, đơn giản đấy. 1001 cách để kiếm đồ cho nhà mới, đó chính là qua nhà của những người còn lại và lụm mỗi nhà một người một cái, đúng không Mimi? Rồi, Mimi có khoái trò này không? Khoái không? Khoái đúng không? Ok rồi, bây giờ tiếp tục đi tiếp, đi sang nhà tiếp theo. Chúng ta sang nhà ai đây ta? Đây, giới thiệu với Mimi, người này nè, cũng là VIP Pro trong Hello Team luôn. Mimi biết đây là ai không? Đây chính là mèo Chimu. Mèo Chimmy. Đó, mèo Chimmy là một trong những YouTuber nổi tiếng nhất trong Hello Team với bài hát Trinh Tử Thiết Hiểu Thì Chỉ Là Chimmy. Giấy Thùng Hòa Bác là phong cách của chị, biết bài nào? Biết bài nào? Hả, có biết bài? Ủa sao quẩy dữ vậy? Ủa sao bà thích bài này hả? Ủa sao chứng tỏ là gu của Mimi cũng mặn lắm luôn á. Ok. Rồi. Chimmy ơi. Chimmy. Ủa cái gì vậy? Hello dạ. Ủa sao buổi sáng hay ra em có gì vui mà em cười dữ vậy? Nope. Trời, em đang gọi là đi ta ngồi chơi với mưa nè, ngồi ăn tù xí với mưa. Từ các bạn. Hình như hôm bữa mình đọc trên Google á, hình như là hay cười một mình nhiều là biểu hiện của bệnh thần kinh đó bạn. Mình thấy hơi nghi ta. Ôi trời ơi. Anh nói gì coi, ít vậy em thần kinh à. Anh nói gì đâu, anh biết là hôm nay em vui là anh cho em một niềm vui hơn à. Giới thiệu với em, bồ anh, giới thiệu với em. Đây là bạn mới của anh trong làng Hero Team. Ủa bạn mới, ủa Mimi TV. Đúng rồi, đây là một cô gái anh lụm được ở trong thùng rác. Anh lụm được ở trong rừng. Trời đất ơi, ủa từ hôm nay người mặc áo cặp luôn vậy, có gì đó không trời. Rồi đã chính thức hết áo cặp. Được chưa, rồi được chưa. Ok, chào bạn Mimi mà. Xin tự giới thiệu với cậu, tớ tên là Mia Simi nha. Thì các anh vừa giới thiệu lúc nãy rồi. Ủa vậy à, ở chỗ quê à. Ok, rồi bây giờ trời khách thưa đến nhà mời dâu. Đi vào, đúng rồi, đấy, phải nhiệt tình. Mưa em cặp đi mày.
đi ngoài không? Yêu vừa ra ngoài từ từ rồi, người ta cũng phải từ từ mới mới ra đây có khách thôi. Trong nhà chó mèo lợn gà tùm lum. Vào đây. Trời ơi. Đấy. Đấy. Rồi. Đấy, giới thiệu với Mimi đấy, đây là căn phòng của YouTuber triệu sập à đâu? 2 triệu sập đó anh em. Đó. Đồ đạc rất tùm lum luôn đấy. Trông khác gì cái bài đạc không? Đó, nhìn trông. Vậy dạ. Anh bảo là em ở dơ đúng không hả? Trời ơi. Anh thề luôn, anh thề anh không bao giờ bảo Simmy ở dơ luôn. Mặc dù Simmy là một cô gái ở dơ nhưng không bao giờ anh bảo Simmy ở dơ luôn, bởi vì nhìn cái là biết Simmy ở dơ đúng không Simmy dơ? Dơ gì? Dơ gì? Trời khách tới anh đón em vậy à? À thôi bạn Mimi đừng có để ý những gì anh dịch nói, anh dịch chỉ nói những thứ tào lao như thế giới thôi. Cái gì vậy? Thôi, ok. Anh im lặng đi, trời để em giới thiệu khách hàng này. Alo, giới thiệu cái gì thương hả? Dạ xin lỗi quen, trời người ta bán bánh quen rồi. Đây mời bạn ngồi lên đây nha. Rồi bây giờ không biết Mimi thích ăn gì anh dịch nhờ. Mimi à? Mimi là heo, cực kỳ thích ăn cà rốt. Cái gì kỳ vậy? Thích ăn cà rốt hả? Ủa? Ê, tính ra là tao dẫn nó đi chơi mà nó mang đồ ăn theo luôn làm sao ta? Ủa, bà mang đồ ăn theo luôn hả? Trời bà mang luôn cái đĩa sushi đi theo bà, nãy giờ bà bỏ trong túi, bây giờ bà lôi bà ăn luôn. Cái gì vậy? Trời đất ơi, dữ thần. Trời đất ơi. Nếu vậy thì... Thôi rồi, bây giờ giới thiệu với Mimi cho nhanh luôn à. Đây là nữ bếp trưởng của làng Hero Team, người nấu ra những cái món ăn để 7 ngày không ai ăn. Đó, đó, nữ bếp trưởng VIP Pro. Và hôm nay giới thiệu với cả bếp trưởng mèo Simmy của làng Hero Team. Hôm nay mình sẽ dẫn Mimi qua đây để giới thiệu với Simmy. Chúng ta sẽ có thêm một người bạn mới trong làng Hero Team. Và quan trọng hơn nữa, đấy là hôm nay Mimi sẽ thực hiện một cái nghi thức, đó là chọn bất kỳ một món đồ trong nhà của mèo Simmy và Simmy sẽ phải tặng Mimi. Ồ, hay dữ ta, dù sao thì cũng là gọi là gì ta, thành viên mới thì chúng ta cũng nên tặng quà cho nhau chứ. Đừng rồi, bạn thích gì nè Mimi. Ủa các bạn ơi, Simmy ghê ta, Simmy hôm nay ghê ta, hào phóng ghê. Ok Mimi, đi chọn bất kỳ một thứ gì mà mình thích, lại lên. Rồi, bây giờ bạn thích cái gì nè. Rồi sao, ok đấy, đúng rồi. Ờ, con heo tiết kiệm trong này nhiều tiền lắm luôn á. Simmy để dàn tiền bên này cả năm trời, bây giờ mang về đập không đi ăn của hoàng đế luôn. Do gì vậy, ok đấy cũng lấy được luôn hả, ui trời ạ. Giờ cho mọi người ơi, Simmy kêu nè, Simmy kêu kẹt nè, Simmy không cho bạn mới. Ai cái mỏ hoa to vậy rồi, được rồi em cho được chưa, trời. Ê, hỏi nhỏ xíu, trong con heo này có bao nhiêu tiền tiết kiệm vậy? 100 kim cương á. 100 kim cương, ôi Mimi ơi, 100 kim cương đủ ăn của hoàng đế lòi hầm luôn. Ok rồi, bây giờ cảm ơn mèo Simmy nhá. Ok bạn, rồi. Ủa cái gì vậy? Ủa gì vậy? Trời ơi, cho tôi cái vỏ. Cho tôi cái vỏ sushi làm gì vậy? Trời cho sushi làm gì vậy? Trời ơi, cho mấy đĩa luôn. Nhiều sushi dữ vậy. Cảm ơn bạn nha. Ok. Trời ơi, Mimi ơi, tính ra là bà kém lắm luôn á. Nãy tôi gợi ý bà không hiểu phải tôi á. Tôi chọn luôn con bé mưa mang về là được đôi đĩa thật rồi. Nói gì vậy hả? Anh mà đấu với bé mưa em gọi là cộng người như ta. Ôi, Mimi, lấy con heo rồi sao lại vứt chảo heo vậy? Nope. Yeah, đổi lấy bé mưa à? Ok, lấy bé mưa đi. Đúng rồi, hợp lý. Đấy, đúng rồi, đấy. Đúng là bạn mình khác lên đi. Lên bé mưa, chị mới đi nha. Rồi, không đi chịu đưa bé mưa thì đưa con heo đây, lại lên. Dạ, đưa cho Mimi rồi. Rồi, ok, Mimi, rồi cầm con heo về đấy. Ê, từ từ, cho là phải cười vui vẻ, cười lên. Cười. Em cười, em cười đi. Cười lên, không cười mang bé mưa về luôn. Cười lên. Cười đi, em cười to lên. Dạ. Cười to, cười ha ha lên, lại lên. Đấy, đúng rồi, đấy, đấy mà mọi người đều vui vẻ đúng không? Mimi xuất hiện mọi người vui vẻ, ok đi. Rồi đi tiếp nào, cảm ơn Simmy nhá. Ôi, trông mặt thế tốt quá, ok. Rồi, bây giờ, Mimi, bà nhìn thấy cái quả Mercedes Benz này không? Màu đen cực kỳ chất, thấy không? Biết quả Mercedes là của ai không? Thằng giàu nhất làng. Giàu nhất làng luôn, nghe chưa? Giàu nhất làng, nhà này không có gì ngoài tiền và vàng luôn. Thấy chưa? Nhà nó một mình, nhà nó rộng 10.000 m², nghe chưa? Đó, nhà nó nhà ở không hết, muốn đi từ gọi là nhà ra toilet phải đi xe máy mất 2 ngày. Ôi trời ơi. Thấy chưa? Rồi ok, bây giờ tôi sẽ dẫn bà vào gặp người giàu nhất trong làng đây rồi. Gì vậy? Gì vậy trời? Dạ trời. Gì? Em mới chế tạo ra được cổ máy mới anh ạ. Máy gì? Em chế tạo ra được cổ máy biết trước tương lai cách đây 5 phút thì em biết được là nhà em chuẩn bị mất đồ. Ờ, nhà em làm sao mà mất đồ được trời. Ủa, đây rồi, vào đây chờ bình tĩnh nghe nói nè. Hôm nay anh dẫn bạn mới qua thăm em nè, cho em nhìn nè. Ôi, có bạn mới hả? Đúng rồi, bạn mới. Có bạn mới thì bây giờ phải gì? Mời vào nhà uống trà sôi nước. Trời ơi, bạn này là con gái hả? Trời ơi, sao xinh vậy? Vô đây bạn, vô đây, vô đây, vô đây. Đúng rồi, không phải con gái, mình chỉ nhìn giống con heo hả? Ok, ngồi đây vô. Vô đây bạn, vô đây. Ôi, ai cho ông ngồi? Nope. Ủa? Bây giờ tao dẫn bạn mới qua, mày mời gái ngồi mà không mời tao ngồi mày. Cái gì vậy? Ừ, đúng rồi, ông ngồi, người ta mời gái ngồi là mời ông ngồi. Ôi bạn uống vô đây thì tôi lấy nước cho bạn nha. Anh nha, ngồi đây nói chuyện với bạn nha. Bạn mà buồn cái là em đuổi ra khỏi nhà đây để tôi lấy nước cho bạn nha. Rồi, xong các bạn ơi. Chính thức phát hiện trong làng Hero Team thêm một thằng sim chúa. Ôi ơi, hôm qua nó mời gái. Ê, sao bà có thể ngừng ăn được không? Bà quay đây. Cất
cái đĩa này đi, mình con gái con lứa là mình phải lịch sự, mình phải y tứ chứ, người ta mới thương, người ta mới cho đồ ấy, hiểu không? Đó, đi đâu bác đồ ăn đâu ngoài gì vậy? Dịch ơi, cái gì? Dịch ơi, em chợt nhớ ra rồi, hôm nay đâu phải là cái vấn đề chính anh. Em chuẩn bị mất đồ à? Chị bị mất đồ à? Ok. Ê, tính ra là bro này dự đoán tiên tri vui dữ ha. Giới thiệu với Sido, anh đã dẫn Mimi qua thăm một số thành viên của Hello Team rồi, và trong ngày hôm nay thì mọi người sẽ phải tặng cho Mimi một món quà bất kỳ và Mimi sẽ tự chọn. Ok Mimi, đây đi theo tôi à, tôi dẫn cái bà con này. Ôi hay dạ. Là qua đây quay Mimi. Qua đây quay Mimi. Qua đây. Bà xuống đây thôi nè. Đó, xuống đây đấy. Tôi giới thiệu cho bà xem. Đây là căn phòng bí mật của Sido Official đấy, bà thấy không? Trong này rất nhiều máy móc ghê gớm, xịn sò luôn, nhưng mà trong này chỉ là căn hầm bí mật thôi, thì ra mọi thứ bí mật nằm trên này à. Lên. Đấy. Ủa là sao anh, là sao em chưa hiểu? Mimi nhớ nha, sau này nhà Sido có cái căn hầm bí mật, thỉnh thoảng bà xuống mà kiếm không thấy nó thì bà qua nhà nó nè. Lên, tôi chỉ cho bà cái này cực. Lên, qua đây. Đây. Qua đây. Nó chặn phòng rồi nè. Đấy, vô đây. Giới thiệu bà, gam máy tính PC, tôi đảm bảo bà luôn. Máy tính của bà chỉ có 20-30 triệu thôi, còn máy tính này 200 triệu bà lụm về cho tôi. Thấy không? Được. Ai gì vậy? Số người ta lụm máy tính của tôi không lại? Trời ơi, CEO đại ga, CEO không nhường con gái mà nãy còn bày đặt kêu là anh làm cái gì mà mi không vui thì anh chết với em. Trời ơi, hóa ra lưng lẹo rồi, báo lên Facebook báo phốt luôn. Ai bạn ơi, bạn đừng làm như vậy bạn. Bạn làm như vậy á là mai mốt bạn sống không có yên trong cái làng này đâu. Ok Mimi ơi, anh mình bảo cái Mimi lấy đi, đúng rồi, lộp đấy. Đấy, chọn máy tính. Ơi bạn làm như vậy không, mình đuổi bạn ra khỏi làng đó bạn. Cái máy tính này mình phải lộp nguyên vàng hiểu không? Lộp luôn bàn phím chuột máy tính coi. Lộp đúng rồi, lộp đi. Lấy lộp luôn 200 triệu rồi, lấy lộp đi. Rồi hợp lý. Giờ bê cho. Bê cho. Mai đang lên Facebook là xin chúa lưng lẹo tên ông. Cho. Ê biết trước tương lai rồi mà vẫn mất đồ. Cho. Bây giờ đi báo công an là. Ok mà đi báo trung tá Hùng đúng không? Em đi báo chúng ta hùng à, chết ok mà đi gặp chúng ta hùng tiếp đi. Ok đấy Mimi ơi đừng sợ, hôm nay có tôi ở đây tôi bảo kê bà luôn. Ok rồi đấy, lúc được ba nhà rồi, về đến nhà tiếp theo. Wow, hôm nay Phong cận với cả Sammy lại đi vắng ta thì làm gì còn nhà ai ta. À con nhà của một người già tuổi nhất làng Hello Team chưa có bổ. Nope, nghe chưa, nhà già tuổi đâu. Ok qua đây đấy, đối diện nhà tôi luôn này, bà nhìn nào. Đó phận là con gái chưa một lần yêu ai kìa. Đó bà nhìn thấy không, đó có gì vậy, sẽ đập nhà tùm lum đi. Mày cái bộ gì vậy? Mày bà làm cái gì vậy? Mệt ơi. Cái gì? Nãy bị trộm cắp vào nhà mất hết đồ rồi. Nhìn nè, làm gì còn gì hết đâu, TV mất rồi, tủ lạnh mất hết rồi, mất sạch rồi. Trời ơi, thằng trộm nào mà nó liều lĩnh như vậy, nó dám đột nhập vào nhà của người già neo đơn, nó trộm đồ luôn các bạn, kỳ cục. Ê, bạn nói gì vậy? Là mình gọi là mình, mình không hiểu sao mà bị mất đồ, nên là bạn thương mình, bạn đừng lấy đồ gì ở nhà mình nữa nha. Ủa, sao bà biết tôi qua đây lấy đồ vậy? Thì có biết gì đâu, từ nãy giờ mình ở trên tầng 2, mình nhìn được cả làng thôi, không có biết. Tôi biết rồi, Mimi ơi, đã quên chưa giới thiệu bà, đây là Mimi, người mà tôi lượm được trong thùng rác, người mà tôi lượm được ở trong rừng. Đó, hôm nay tôi dẫn Mimi qua để giới thiệu với bà, từ nay làng Hello Team sẽ có một người bạn mới tên là Mimi TV. Và đặc biệt hơn, giới thiệu với Mimi, đây chính là chị em thân thiết với mèo Simi. Ê, nãy như tụi mình qua lúc đồ nhà mèo Simi, giờ mèo Simi báo với cả cá mùi sao. Nhưng mà cá mùi sẽ không thoát được đâu, bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ phải quyết tâm thực hiện ý định. Đó là Mimi sẽ đi vào một cái căn nhà của mỗi người và sau đó chọn một đồ vật bất kỳ. Rồi, Mimi đi lút hết nhà đó, kiểm tra tủ xem nó giấu đồ đâu. Lên. Đồ ác độc. Lấy cà rốt đã. Mà vẫn còn lấy nữa. Ủa Mimi sao lấy cà rốt vậy trời? Cà rốt nhà nó trồng được rồi, nhiều cà rốt lắm, đi lục cái khác đi. Lục cái khác. Lên. Giấu cà rốt rồi, cà rốt rồi. Lên tầng 2. Trời á. Lên luôn. Bên này. Trời ơi. À, nãy lục được bộ máy tính rồi nhưng mà chưa có camera. Lút camera luôn. Lục đúng rồi. Lục camera luôn. Đấy, ok. Đấy, bây giờ ca mùi nè, ca mùi là người lớn tuổi nên là đặc biệt là phải riêng ca mùi lấy hai món. Ok đi lục tiếp. Lục luôn cái giường màu xanh nè. Đó. Ê, bây giờ mình nói bạn nghe nè. Mình nói bạn nghe nè, bạn là một trong những người đàn chị của Hero Team. Bây giờ bạn không cho Mimi, tức là bạn không thương các em. Mình sẽ đăng lên Facebook nói là ca mùi là một người sống ích kỷ, một người già khó tính, được không? Nhưng mà rõ ràng là mình vừa bị trộm đồ nè, thấy không? Bạn thấy nhà mình lỗ chỗ này, bạn không thương mình thì thôi đi. Ừ, đấy là thằng trộm, còn đây là mình vào mình xin đồ mà. Đồ xong vừa bị trộm, vừa bị cướp luôn. Cướp thì mất cãi. Người ta xin đồ, ê, của cho không bằng cách cho là cười lên. Dạ. Cười to lên. Trời ơi, mình đẹp trai. Có vui vẻ đồng ý cho đồ người ta. Ok, đó, cười to nữa lên. Đó, ok, có cười không? Em mà cười không? Cười lên. Em cười, em cười, em cười. Cười hà hà.
đó mà thấy không, Mimi không? Từ hồi Mimi xuất hiện cả làng này đều phát điên, à đều, cả làng này đều ai cũng vui vẻ hết đó. Ok, và bây giờ chúng mình sẽ cùng về nhà tổng kết xem hôm nay mình lượm được những gì nha. Còn nhà của Sammy Đào và Phong Cận TV nữa, nhưng mà bây giờ hai người họ đang đi vắng rồi, bởi vì Sammy và Phong Cận chuẩn bị ra một cái series mới cực kỳ hoàn trá. Các bạn nhớ đón xem trên channel của Phong Cận nha, một series đảm bảo là hay nhất trong vũ trụ lịch sử của loài người luôn nên em. Ok, bây giờ mình sẽ về nhà anh em. Đi rồi, ok, Mimi ơi, về nhà Mimi. Mimi về nhà, về nhà, về nhà, vô. Rồi, bây giờ bà bày cho tôi tất cả những gì hôm nay bà lụm được đi. Bày cho tôi tất cả những gì bà lụm được. Đó, một cái KPC nè. Nhà máy tính đâu? Đó, nhà máy tính. Đó, nhà máy tính 200 triệu, cực đẹp, cực VIP luôn. Rồi, ok, ui, một cái tủ lạnh 20 triệu của Caron. Tiếp theo, camera của Camui TV. Rồi, gì nữa? Rồi, giường ngủ của Camui luôn. Rồi, vẫn còn. Ôi ơi, lúc tìm cái gì nữa? Cái ô này tôi tặng bà mà trời. Ê, cái đồ của Simi đâu? Đồ Simi tặng bà đâu? Đồ Simi tặng đâu? Thiếu. À đây đây đây. À đây đây. Con heo đất, riêng con heo đất này thôi á, có khi là phải đến trị giá 100 kim cương. Wow. Vậy là chúng ta lời đó. Ê Mimi, ơ tính ra là tuần nào tôi cũng dẫn bà đi một vòng này á, lấy lý do là bạn mới xong rồi đi xin đồ mọi người. Trời ơi, mọi người cho thế là mình giàu luôn, xong mang ra chợ bán kiếm tiền, hợp lý không? Trời ơi, VIP mà ngồi luôn các bạn, mình nói đùa các bạn chứ còn đồ trong Minecraft thì làm sao bán được. Chúng ta chỉ để ở nhà để trang trí thôi nha mọi người. Trời ơi, lại quá trời đất luôn. Ôi, bây giờ bà ở đây nha, trời ơi, hôm nào tôi rảnh á tôi dẫn bà đi tiếp luôn. Ủa cái tiếng gì? Tiếng gì? Cái gì? Cái gì? Xin lỗi cho anh lên đầu. Anh cảnh sát ơi, bình tĩnh đi em, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, cảnh sát ơi. Lên xe đi. Trời ơi bạn ơi. Trời ơi, đi xin đồ cho Mimi cái ơi mà bị cảnh sát bắt đi luôn rồi. Trời ơi, sao gì kỳ dữ anh em ơi. Ok, và cảm ơn bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu thích video nhớ cho mình một like, một subscribe và đừng quên qua các channel của thành viên trong Hero Team cũng như là của Mimi TV để ủng hộ mọi người nha. Còn bây giờ, mình lên chẳng cả đây, mình lên phường để giải quyết vấn đề vì đi xin đồ mà người ta không cho đâu mọi người ơi. Anh đừng quên tay, anh đừng quên chung đá không á.